Rồi, Phép xin chào anh chị em cô chú và các bạn nhé. Em tên là Phép tại cửa hàng xe máy Khánh Phép luôn nha cả nhà. Đây, địa chỉ đây, số điện thoại bảng hiệu anh em có thể gọi được hết luôn nhé. Lắp lên cái Jupiter FI anh em á, bánh mâm cuộn hơi. Xe này cái bản chất là còn nguyên zin nha anh em ơi, còn nguyên zin luôn. Nó thì áo sống thì nó cũng có chạy chỗ theo 5 tháng thôi. Xe này đời 2015 á. Cuộc dầu nè. Anh em kia cuộc dầu, cuộc hơi cũng là nó ha. 5 sản xuất 2015 đó anh em thấy không? Đây. Cái chỗ này nó hơi mớp mớp như đây nè. Máy rất là chắc luôn nha cả nhà. Giá 15 triệu anh em. Xe này có biển số 68X1 197-66 nha anh em. Biết đồ còn rất đẹp ha. Lốc thì có nổ sơn lấm chấm vài chỗ trên này nha cả nhà. Xe Kiên Giang. Xe Kiên Giang tỉnh nhà của em nha cả nhà. Mùa dịch này thì phép bớt cho nhà 500 ngàn nha cả nhà, là 14 năm ha. Giấy tờ hồ sơ đó thì qua dịch mình làm việc. Xe đèn rất là sáng luôn. Xe thế hệ mới, đèn đèn sáng. Đường dây mối nhở là ok ha, càng cội nhanh đầy đủ. Dòng này chạy cũng tiết kiệm nhiên liệu lắm nha cả nhà. Rồi, ok. Anh chị em nào quan tâm thì cứ alo bên em nhé. Số điện thoại em sẽ để thêm dưới phần mô tả anh chị em ơi. Anh chị em gọi nhớ đó là Jupiter bánh mâm cuộn hơi nha anh em ha, đại 15 ha. Còn cọc xe thì nhớ ghi là nội dung cọc xe giùm em luôn nhé. Rồi, xin cảm ơn.